Và đây là những trải nghiệm đầu tiên của Cafetech về em tai nghe Huawei FreeBuds 5 này. Hãy cùng Cafetech trải nghiệm nhanh chiếc tai nghe này nhé. Trên tay cũng như trên tay của mình đang là chiếc Huawei FreeBuds 5. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến phần thiết kế của chiếc tai nghe này. Thì hoàn toàn là nó sẽ làm bằng nhựa nha mọi người. Cái phần bản lề này nó sẽ là phần nhựa bóng, rất là dễ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Về phần mà chiếc tai nghe này khi mà được làm từ nhựa bóng thì mình nói thật là cái đôi lúc người mà ra nhiều mồ hôi và dấu vân tay như mình, trong một số trường hợp mình đã không thể nào sử dụng được các cử chỉ trên chiếc tai nghe này chỉ vì là tai nghe quá là trơn, cũng như tai mình trơn nó không nhận được các cử chỉ đó, nên đây là một điểm trừ khá là lớn. Đến với cái thiết kế của cái tai mà để đeo á thì nó hơi bị dị, và chính vì cái thiết kế dị này nó giúp cho mình là đeo không có bị mỏi tai, bởi vì cái phần bự này nó sẽ tì vào cái trái tai của mình đó mọi người, để nó đỡ giùm mình một lực. Rồi, và nói về phần chất âm của chiếc FreeBuds 5 này thì mình đánh giá là chiếc tai nghe này phần bass rất là lực, đánh rất là căng, nhưng mà đôi lúc thì nó sẽ bị lấn sang cái phần mid và treble luôn. Như phần âm thanh đánh giá chung về tổng quan và mức chấp nhận được, chúng ta có thể nghe rõ về các âm thanh của nhạc cụ. Và thiên hướng của chiếc tai nghe này nó sẽ thiên hướng là màu hơi sáng chứ không có bị đục, nên là khi mà nghe các dòng nhạc mà nó có vocal nhiều á thì chúng ta vẫn có thể nghe rõ giọng của ca sĩ. Và nếu mà mọi người đang nghe nhạc mà cảm thấy đang thiếu bass hay là thiếu treble hay là mid thì mọi người có thể sử dụng ứng dụng AI Fly. Với cái app đó thì mình có thể chỉnh được các dòng nhạc, như là mình có thể tăng thêm bass hoặc là tăng thêm treble hay là vocal, nên là rất là hay. Bên cạnh đó thì đây không phải là dạng tai nghe in-ear, nhưng mà khi mà bạn đeo vào, bạn kết hợp bật thêm chống ồn và không bật nhạc, chúng ta sẽ có cảm giác là bị chênh áp suất, rất là khó chịu mọi người, nên là mọi người cân nhắc khi mà bật nha. Và về thời lượng pin của chiếc tai nghe này thì mình đã đeo khoảng 5 tiếng liên tục. Mức âm lượng mình để là khoảng từ 60-70%. Thì thời gian mình sử dụng trong 5 tiếng đó là nó hao hụt khoảng 80%. Nhưng không sao cả, bởi vì cái thời lượng pin mà mình sạc vào cho cái tai nghe từ đốc sạc á thì rất là nhanh, chỉ khoảng 15 phút là nó đã đầy lại. Nên là cái thời gian sạc pin của chiếc tai nghe này rất là ấn tượng. Và đối với chiếc tai nghe này thì đối tượng phù hợp để sử dụng chiếc tai nghe này là ai? Đó chính là những người dùng phổ thông, không cần quá yêu cầu khắt khe thì chiếc tai nghe này vẫn có thể cân được. Cân được hầu như tất cả các loại nhạc, cũng như là với độ trễ thấp thì chiếc tai nghe này giúp chúng ta chơi game không hề có một độ trễ nha mọi người. Mình đeo tai nghe này mình cảm nhận như là mình đang đeo một chiếc tai nghe có dây vậy đó. Và lưu ý cho những bạn lần đầu tiên khi mà sử dụng chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái nút bên đây, và khi mà chúng ta ấn vào chúng ta mới kết nối được Bluetooth nha mọi người. Với người dùng iPhone như mình thì sao? Chúng ta có thể sử dụng tất cả các tính năng này thông qua cái app của Huawei, và chúng ta có thể tìm thấy app đó trên Google Play hoặc App Store, kết nối cực kỳ dễ dàng và tiện dụng. Và đó là tất cả những trải nghiệm của mình về chiếc tai nghe đến từ nhà Huawei. Và có ai đang sử dụng iPhone mà lại xài chiếc tai nghe giống mình không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé.